Rất vui gặp lại toàn thể quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Bữa nay chúng ta bước vô chuyện ma số 96. Nghe một bạn câu chuyện của một bạn ở Trà Vinh gửi về cho kênh. Bạn tên rất là đẹp, với Huy thì tên đó rất là đẹp, Thoại Mỹ. Cái câu chuyện này là của một người chú ở trong xóm thôi, nhưng mà được chính miệng chú ngồi ở tại nhà bạn trong cái bữa nhậu với chồng bạn kể cho hai vợ chồng bạn nghe. Và Huy thì Huy thấy câu chuyện này rất là đáng tin. Chú Kha, chú tội nghiệp lắm. Người ta nói là người đàn ông này mất hết tất cả, mất đi người thân của mình. Đối với Huy á, thì một người tội nghiệp nhất á, là một người như thế. Còn đối với mỗi cá nhân chúng ta thì chúng ta cũng sẽ tin rằng là cái không có cái nỗi đau nào mà lớn bằng cái nỗi đau mất đi người thân cả. Chú Kha này mất mẹ, mất cha, mất vợ, mất con trai. Và mới mùng 1 Tết vừa rồi chú mất luôn cả đứa con gái. Hiện tại chú ở nhà có mình Ơn nè, để lo hương khói cho 5 thành viên, 5 người thân của mình. Cuộc sống bây giờ khó khăn lắm, ai mướn cái gì mừng cái đó. Ngoài ra giờ rảnh á, thì chú đi nhậu. Cái câu chuyện vào một cái chiều hôm đó, khi mà chồng của Mỹ đi đám giỗ gặp được chú Kha, hai người ngồi chung một bàn thì uống với nhau vài ly. Trước đây thì bạn chồng bạn với lại chú Kha qua lại rất là thường, cũng thân. Mới hỏi thăm vậy, mấy bữa nay chú sống sao, gần đây chú sống sao, ăn uống được không mà sao ốm quá vậy, coi bớt nhậu lại đi ông ơi. Chú mới nói là nhà có mấy người mà đi bỏ tao hết ráo à. Tao buồn tao không biết, tao không đi nhậu thì biết làm gì giờ. Thì vào gần đây trong xóm cũng có những cái lời đồn là nhà của chú có ma, chú đang sống với ma. Thì chồng bạn mới đem ra hỏi có phải vậy không. Chú Kha mới tao sống với ma hàng ngày luôn đó mày. Khi mà chồng bạn hỏi kêu chú kể á, thì ông mới nói là chuyện nó dài lắm. Ông ấy mày kéo tao về, mình kéo về nhà mày đi. Hai chú cháu mình nhậu riêng, đám ở đây cũng xong rồi. Rồi yên tĩnh có thời gian tao kể cho mày nghe. Chồng của Mỹ thì đương nhiên đồng ý liền. Hai chú cháu lâu rồi không có nhậu. Điện về nhà kêu Mỹ làm mồi, chồng với chú Kha nhậu, vừa nhâm nhi chú vừa kể. Thì cái câu chuyện mẹ của chú mất thì ai cũng biết rồi, cách đây cũng lâu rồi. Chú ở chung với ba, với vợ chú. Còn hai đứa con là thằng Hòa với con Ước á, thì đi làm trên thành phố. Ông Hòa thì có vợ rồi. Nói chung là hai vợ chồng Hòa với lại con gái Út là Ước đi làm trên thành phố á. Sớm của chú thì người ta trồng đồ nuôi cá, hàng ngày thì chú Kha cũng đi mần mướn vậy đó. Ai kêu gì làm đó. Nhầm khi đi kéo cá bắt cá người ta cũng kêu không chừng. Rồi nhầm khi bên đại lý mà vật liệu xây dựng á, kêu chú đi tải hàng cũng khó. Vợ chú thì bệnh rầy rà hoài, cho nên ở nhà cơm nước chứ không có đi mần. Còn vợ chồng thằng Hòa với cái con Ước thì lâu lâu về chơi, còn không thì gửi tiền về. Ông Sáu ba của chú á, thì ông 70 mấy tuổi rồi, đang ốm yếu nhiều lắm. Với lại lớn tuổi mà đâu có làm gì được, nhưng mà bị cái tật là khoái nhậu. Đi hết nhà này tới nhà kia, mỗi nhà nhậu một chút vậy đó. Ai kêu thì ghé vô, còn không thì rủ người ta lại nhà. Nhiều khi xỉn quá rồi kêu ông ngủ lại đi, chứ nửa đêm mà đi về lỡ té sông té suối, trúng gió trúng mái chết luôn. Nhưng mà ổng có cái thật là cản cỡ nào, xỉn cỡ nào ổng cũng đi về nhà ổng hết á, không bao giờ ngủ lại làm phiền ai hết trơn. Với lại ổng có cái thật nhậu vậy thôi, nhưng mà cái lúc ngồi nhậu là không có quậy quọ gì nha, chỉ nên thích nhậu vậy. Tại vì đôi khi ở cái tuổi đó cũng không ai cản được. Những cái người mà dù như ở cái tuổi chúng ta, tuổi 70 mấy đi, nhiều lúc Huy cũng nghĩ tới. Tới lúc đó thì
ba mẹ. Rồi như trường hợp của chú ông Sáu này là vợ của mình cũng không còn, chỉ còn lại mấy đứa con thôi. Thì con cháu nó là ở một cái độ tuổi nó khác, nó không thể nào cùng một cái tần số để mà hiểu được mình á. Thì thực ra ở những người già mà còn một mình như vậy, họ lẻ loi lắm, họ cô đơn cực kỳ luôn. Đó thì ông Sáu, cha của chú Kha cũng là một trường hợp như vậy. Mà ông hiện khô hả? Có cái đêm đó cũng cả 10 giờ mấy ông đi nhậu về, đi làm sao mà lộn vô nhà vợ chồng thằng Tú, là cũng gần nhà đó. Là vợ chồng thằng Tú ban đêm á, ngủ ít khi nào đóng cửa lắm, toàn mở cửa mà để cho gió mát, chứ lại cũng canh cái ao cá ngoài kia. Thì lúc đó thằng Tú ngủ, vợ Tú cũng còn thức. Thấy ông mặc cái bộ đồ pyjama trắng bước vô nhà mà hết hồn luôn, la làng lên kêu anh ơi có ma. Thì ông Tú này ông mới ngồi dậy thì thấy là ông chú Sáu, cha của chú Kha nè. Nói không phải đâu em, chú Sáu sớm mình á. Rồi Tú mới hỏi là trời ơi, ông chú đi đâu vô đây? Ông cũng ngất ngưỡng rồi, ông nói tao đi nhậu về, mà mày là thằng nào ạ? Thằng Tú nó mới nói là con thằng Tú nè, ông chú đi lộn rồi, tôi để con đưa ông chú về. Dẫn ông ra, đi dẫn về tới nhà luôn. Tao nói đường đi nó quanh co, đi bờ ruộng mà, người ta trồng dây bí rợ, đồ dưới mương thì nuôi cá, ông té lên té xuống mấy lần. Rồi cho tới bữa đó ông nhậu với một ông bạn già trạc tuổi với ông, là ông Tám. Ông Tám kia thì nhà bên mé bên kia xong. Nếu mà từ nhà ông Sáu đi qua nhà ông Tám mà đi xe là phải bọc vòng lên tới khúc trên kia có cầu mới qua được. Xa, mắc công tốn tiền xe ôm nữa. Và bây giờ cái con sông cũng nhỏ à, lội qua cái một. Ông già chứ dân sông nước mà. Thì lúc đi thì lội sông qua an toàn. Hai ông nhậu từ sáng sớm cho tới 4 giờ chiều luôn. Ông Sáu ông xỉn lắm rồi nhưng mà ông đồ về, ông Tám ông không cho. Ông xỉn quá sao lội sông được cha nội. Ông Sáu ông nói là được hết, nào giờ xỉn cũng lội hoài chứ có gì đâu sau nay kỳ. Vậy là ông Tám ông mới ngồi ngay trước cửa nhà luôn, cửa nhà cặp mé sông mà, để ông dòm ông Sáu, ông canh chừng ông Sáu lội qua. Tới chừng ông lội được nửa sông á, thì không biết là bị dợp bẻ hay là xỉn quá lội không nổi hay là bị cái gì mà từ từ ông chìm xuống mất tiêu luôn. Trời ơi, ông Tám ông trên bờ ông la làng là sớm lên kêu cứu ông Sáu. Mà ông xỉn quá rồi, ông kêu cái giọng tiếng lè nhè, kêu cũng đâu có phải lớn được nữa mà đâu ai nghe được. Ông lội, ông đứng mé xong á, mà ông lấy tay ông phát nước, ông kêu quá trời luôn. Ông Tám này ông biết bản thân ông cũng xỉn quá hết biết đường rồi, chứ không thì ông cũng nhảy xuống ông kiếm ông Sáu, ông cứu bạn mình. Chừng lát sau thằng con ông Tám đi chài cá về thì thấy trong nhà chén đồ chén dĩa tùm lum, nhìn ra thì thấy ông Tám đang lơm khơm với mé. Thì chạy ra hỏi thì ông Sáu ông mới nói là ông Tám ông mới nói là ông Sáu ông lội sông chìm mất tiêu rồi. Trời ơi, ông con ông cũng la làng lên, nhào xuống sông liền. Rồi bắt đầu cái bà con kéo nhau tới mò biết bao nhiêu lâu luôn thì cũng gặp được ông Sáu, nhưng mà ông chết rồi. Rồi đó, rồi chú Kha làm đám cho ba, chôn cho ông Sáu, chôn ông Sáu bên hông nhà. Được khoảng thêm mấy năm sau thì tới vợ chú bệnh nặng. Bà nhức đầu mà bà rên tới mức mà hàng xóm còn nghe. Cặp mắt cứ mờ dần riết rồi hết thấy đường luôn. Như mọi người chúng ta hiện tại đi, thì nghe triệu chứng vậy thì chúng ta cũng hình dung ra được là cái bệnh nó liên quan tới não mà phải. Nhưng mà nhà nghèo, đi bác sĩ gần gần ở đó hoặc là đi mua thuốc tây uống lây lất qua ngày. Tới chừng đưa vô bệnh viện thì nói bà u não rồi, di căn quá rồi, giờ là đâu có cứu được nữa. Chú chở vợ về mà mới về được có 4 ngày à, là tím mất. Rồi thì lại thêm một cái đám tang chôn ở bên hông nhà cặp với ngôi mộ của ông chú Sáu luôn. Cái lúc vợ chú mất thì ở trên thành phố là vợ chồng của anh Hòa, con chú cự cãi ghen tuông gì đó.
vợ dần bỏ đi, xong rồi cái hai đứa cũng thôi luôn, không có nói lại được. Ông Hòa ông buồn quá, ông mới vì kiểu như vừa buồn tình mà vừa thất nghiệp nữa, đi kiếm tùm lum chỗ xin việc hết. Rồi ông mới cuối cùng không có xin được, ông mới đi mần hồ. Rồi mần được mấy tháng sau thì leo giàn giáo làm sao mà té chết tại chỗ luôn. Rồi đó, là thêm một người nữa là bốn. Rồi chú Kha cũng đem con về chôn bên hông nhà, kế mã bà nội với mẹ nó. Hòa mất chưa được bao lâu hết, thì trên công ty chỗ con gái út của chú là con Ước đang làm, người ta điện về cho chú hay là nó bệnh dữ lắm. Mới có 31 tuổi mà bệnh tiểu đường, huyết áp, rồi bị bệnh tim, bị khối u não giống y như vợ chú vậy. Bác sĩ cũng chạy rồi, kêu chú lên rước con về cho nó uống thuốc nam thuốc bắc vậy đi, thì mai ra biết đâu. Thì lúc này trong xóm có anh Đấu, là chủ chuyên thu mua cá tại ao về để mà cho cá sấu ăn. Thì cái anh đó anh mới đứng ra, anh đi quyên góp xin tiền từng nhà, gom lại được cho chú khoản để mà chú lên thành phố đưa con gái về. Chứ chú đà lắm rồi, đâu còn tiền gì nữa đâu. Hồi xưa khỏe, con Ước lúc mà còn khỏe nó mập lắm, 60-70 kg. Nhưng mà khi đưa về thì nó ốm nhom chừng còn 30-40 kg thôi à. Hai mắt cứ thổ lộ ra ngoài nhìn chao chao. Chú Kha mới tìm vô chùa xin hốt thuốc nam về nấu sắc cho con uống. Vậy đó, hằng ngày hai cha con cơm nước thuốc thang, rồi tiểu tiện tắm rửa gì cũng chỉ cha lo cho con gái. Nhìn cái cảnh mà nó đứt ruột đứt gan. Thì mới cái Tết năm 2023 vừa rồi nè, bữa 30 Tết, thì bữa đó là hàng xóm cho chú cặp dưa hấu chưng lên bàn thờ. Thì ngoài ra thì bàn thờ nguội lạnh, cũng không có bánh mứt gì hết trơn. Ngoài đường thì người ta cũng ai cũng nô nức đi chợ Tết này kia làm gì làm. Chú Kha ở nhà chỉ lo nấu thuốc rồi bưng lên kêu con dậy uống cho khỏe đi con. Mà Ước thì ngày ngày càng nặng rồi, đâu có ngồi nổi nữa đâu. Chú bây giờ là phải lấy muỗng á, đút từng muỗng cho con. Nó mới khóc. Nó nói với chú là con bất hiếu quá cha, con không sống để thay mẹ thay anh lo cho cha được. Rồi mai mốt con đi rồi ai lo cho cha. Chú Kha ông la, nó mày tào lao quá. Ông nội mày, bà nội mày, rồi mẹ mày, anh mày chết bỏ cha rồi. Bây giờ mày phải sống để lo cho cha chứ, chứ chết hết rồi tao làm sao. Uống thuốc này đi rồi từ từ hết bệnh nghe con. Ước chỉ cười cười, nó nói cha nhà mình có thịt kho hột vịt chưa? Con thèm thịt kho hột vịt lắm, lâu lắm rồi con chưa có ăn cái món đó. Chú Kha mới nói thôi con nằm nghỉ đi, cha chạy ra chợ mua về kho cho con ăn. Chú mới để chén thuốc qua bên, rồi kéo cái mền đắp cho con, mới đi chợ kiếm mua thịt với hột vịt. Tới cái lúc hoài về thì chú cũng sơ ý quên có coi con mình sao, thì lo lui cui xuống làm cho lẹ để cho nó thèm mà. Thì nhưng mà ở trên nhà trên thì con Ước chết rồi, chú đâu có hay. Tới chừng có bà hàng xóm qua chơi qua thăm, bà mới kêu con Ước nói chuyện, thì thấy nó chết hồi đời nào. Lúc bà la lên thì chú Kha ở sau mới chạy lên. Rồi không biết làm gì nữa, khóc quá trời vậy thôi chứ còn làm cái gì. Nồi thịt còn chưa kịp xong, chưa kịp chín nữa mà. Chú nói mới có 2 năm mà nhà 4 người chết. Ngày nào nhìn cái bàn thờ tao cũng khóc hết trọi. Buồn quá đi nhậu, nhậu cho nó xỉn đi, về ngủ quên hết sự đời. Mà chú nói lúc chú xỉn chú nằm trên giường thì chú lại thấy ba chú nằm coi tivi ở trên võng, vừa coi vừa hút thuốc. Ông mặc bộ pyjama màu trắng, tóc thì hôi hối, mà nhìn như bằng xương bằng thịt giống như người ta còn sống vậy đó, chứ không có khác cái gì hết.
Rồi dòm qua lại thấy vợ chú mặc bộ đồ thun màu đỏ, tóc bới lên cao. Bà cầm cái rổ rau từ ngoài cửa trước đi vô. Con Út thì nó cầm chổi nó quét nhà. Lưng nó khom xuống, tóc xõa ngang vai. Thấy nó mặc cái áo thun màu trắng, rồi mặc quần ngắn trên gối nữa. Lúc đó nó còn khỏe mạnh mà mập mạp lắm chứ không phải ốm như lúc bệnh. Rồi có lần chiều chú đi nhậu về, bước vô cửa thì thấy thằng Hòa nó ngồi ngay cái cửa nó giá chài. Nó nói ba đi nhậu sao giờ này mới về. Ông nội với mẹ với con ước chờ ba ăn cơm ở làm sao kìa. Chú cũng lủi lủi đi xuống thì thấy rõ ràng là ba chú rồi vợ với con Út á, nó đang ngồi trên bàn chờ chú. Chú vẫn biết là mình nhìn lầm hay là mình tưởng tượng thôi hay sao đó thôi. Chú vẫn có một cái niềm tê, có một cái lý trí như vậy. Nhưng mà sao không hiểu sao dụi mắt nhìn lại mấy lần thì họ vẫn đang ngồi ở đó. Lúc đó trong cơn say chú cứ nghĩ là rồi chú coi cho rằng là họ còn sống luôn. Họ không chết đâu. Mới ngồi lại ngồi chung vô bàn ăn cơm. Còn nhớ rõ là con Út nó bới cơm, chú lùa vô ăn rõ ràng luôn. Vậy mà tới sáng ra thì thấy mình nằm gục đầu trên bàn mà xung quanh bàn trống không, không có gì hết. Chú mới xuống nhà sau rửa mặt thì nhà cửa lạnh tanh nè. Lên trước thì dòm thấy cái bàn thờ năm cái lư hương. Cha chú, mẹ chú, vợ chú, thằng Hòa, con Ước, tất cả đều đi hết rồi. Sự thật nó vẫn là sự thật, sao mà trốn tránh được. Rồi có đêm đi nhậu về, chú nhớ là chú ngủ võng nha. Nhưng mà khi sáng ra thì lại thấy mình nằm trên giường, có mền đắp nữa. Sự việc xảy ra thường xuyên, cái đó thì thường xuyên, làm như có người đưa chú lên vậy. Nghe tới đó thì chồng của Mỹ mới nói là không chừng chú xỉn quá rồi, tưởng tượng ra người này người kia. Chứ ở đời bây giờ má đâu nữa. Không, chú nói không, mặc dù tao xỉn thiệt, nhưng mà tao thấy rõ ràng chứ không phải tao tưởng tượng gì hết. Tao còn thấy ngay cái lúc tao còn tỉnh luôn mà. Là cái bữa đó 3 giờ mấy chiều, chú đi gánh gạch chuyển vật tư từ dưới ghe lên cho người ta đó, bên chỗ vật liệu xây dựng mướn chú. Tới khi chú về, chú bắt nồi cơm lên bếp củi, tính ăn vài hộp cho vững bụng. Rồi chiều mới đi qua hàng xóm rủ ông kia lai rai. Thầy đang nấu cơm cái tự nhiên chú đau bụng mắt đi cầu. Mới bỏ đại cái nồi cơm đó đi ra cầu ngồi. Tới chừng đi xong bước vô tới cửa sau thì mới thấy rõ ràng là vợ chú cũng với cái bộ đồ thun màu đỏ đang đứng nấu cơm. Chú tính mở miệng ra hỏi là định kêu bà hả bà? Nhưng mà lúc đó miệng của chú cứ ngắt rồi không có nói được. Thì cũng lúc đó mà vợ chú cũng từ từ tan ra theo cái làn khói bếp, bay ra sân mất luôn rồi. Rồi cái buổi tối hôm có lần đó, buổi tối chú đi làm về mệt quá rồi cho nên bữa đó không có nhậu. Mới còn chưa kịp vô nhà nữa thì thấy nhà mình ai bật đèn sáng trưng à, mà nghe tiếng người ta nói chuyện trong nhà xí xô xí xào. Cái này lại cũng phải vài người chứ không ít. Chú nói trong bụng, ủa mình đi mình khóa cửa rồi ai mà vô được à, còn bắt đèn nói chuyện nữa. Chú đi chậm chậm lại chỗ cửa để rình nghe thử coi là ai. Chú nghe tiếng nói chuyện qua lại mà không có biết họ nói được, không có biết được là họ nói cái gì. Không nghe được, làm như họ nói bằng một cái thứ tiếng của riêng họ. Cảm giác lúc đó nó kỳ cục, chú cũng biết diễn tả làm sao. Chú mới quyết định đi thẳng vô nhà luôn coi là ai. Nhưng mà vừa mới bước vô một cái thì đèn tắt lại tối thui. Trong nhà im lặng như tờ, đâu có ai đâu mà nói chuyện. Chú biết rồi, chú biết là chắc là ba chú rồi vợ chú, vợ con chú chứ mai. Mà những gì chú kể là chú đã gặp ban ngày lẫn ban đêm, thấy bằng mắt thường luôn chứ không phải là nằm mơ chi hết. Có điều là chỉ thấy bốn người mới mất thôi, chứ mẹ chú thì chưa thấy bao giờ.
Đó là chuyện những người trong gia đình mất rồi về thăm nhà, sinh hoạt đi lại trong nhà, đó là chuyện thường, chắc là nhiều người cũng gặp. Chú cũng thấy hoài cho nên chú đâu có sợ, chứ lại người thân của mình mà có gì đâu mà sợ. Nhưng mà có hai vợ chồng thằng Tú đó, nó ở đằng kia, vậy mà lại cũng thấy ba của chú hoài luôn, là ông Sáu á. Thằng Tú nó mới kể là đêm đó nó làm về trễ, mới chừng khoảng 8 giờ mấy. Vợ với thằng con đang nằm trong mùng chưa có ngủ, hai mẹ con hài trên điện thoại. Thì thằng con nó tự nhiên nó hỏi ai vậy mẹ. Vợ Tú mới nói là con nói ai. Thằng con mới nó đưa tay nó chỉ xuống võng, nói là ông già nào nằm võng nhà mình nè. Vợ Tú nhìn xuống thì trời đất ơi, là ông chú Sáu, ba của chú Kha đó. Ông mặc đúng y cái bộ đồ pyjama trắng nằm trên võng, mà cái võng nó im chứ không có đưa. Ông nhắm mắt chứ không có mở. Vợ Tú quá trời run luôn, đâu có dám bước xuống giường, tại vì cái võng để ngay dưới chân giường mà. Hết biết làm sao mới ngồi thu vô góc giường, kêu là con ơi, ổng là ma đó, lại đây ngồi đừng có nói chuyện, đừng có nhúc nhích gì hết á. Thì lúc đó ông Sáu ông mới mở mắt ra, ông nhìn lơm lơm, ông nói là tao say rượu, tao đi lộn vô nhà mày, tao nằm ngủ thôi, chứ có làm gì đâu mà mày sợ dữ vậy. Nói xong cái ông biến mất tiêu. Thì lúc đó vợ ông Tú xỉu rồi. Thằng con 7 tuổi nó cũng khôn, nó bấm điện thoại cho cha, nói là có ông già ma nào trong nhà mình, mẹ sợ quá mẹ xỉu rồi. Trời đất ơi, tự nhiên nghe cuộc điện thoại vậy, ai mà không quýnh quán. Ông Tú bỏ hết, ông Tú chạy về liền, kêu chút thì vợ tỉnh. Ta nói mặt mày trắng nhách, không còn miếng máu nào luôn, khóc quá trời khóc. Tú mới nói là thôi không có gì đâu, ông Sáu hồi sống ông hiền khô mà ai cũng biết, để mai anh mua rượu với mồi cúng ông. Nhưng mà lần đó cúng rồi thì vẫn thấy tiếp. Cái đêm tầm 11 giờ mấy, hai vợ chồng đang ngủ, thì nghe cái tiếng người kêu cửa. Thì hồi đầu đâu có biết, cứ nghe tưởng đâu là thằng bạn của anh Tú, là thằng Hôn ở bên hàng xóm nó kêu. Vừa đi ra vừa lầm bầm, thằng quỷ này sao mà nửa đêm còn kêu cửa vậy à. Nhưng mà mở ra thì không thấy ai hết. Rồi sau nhiều đêm anh Tú ở nhà, miễn là có ảnh nằm võng coi tivi thì không thấy gì. Nhưng mà nếu mà ổng trèo lên giường ngủ một cái, lát dòm xuống là thấy cái võng đưa qua đưa lại. Nhưng mà ổng thì không có thấy được hình dạng của ông Sáu. Nhưng mà lạ một cái là cái ông chú Tám á, cái ông Tám mà bạn nhậu chung với ông Sáu thì lại không thấy gì à. Chỉ có vợ chồng anh Tú là thấy nè. Có cúng cũng không hết nè. Đó là một cái câu chuyện mà chú Kha kể về cái gia đình đầy đau khổ của chú. Đau khổ đây không phải là những cái chuyện xích mích, thà còn sống đi, có xích mích có cự cãi đi, chúng ta còn nhìn thấy được người đó bằng xương bằng thịt. Còn cái này mất sạch rồi, mất sạch người thân rồi, mà cái cảm giác cô đơn nó kinh khủng lắm. Phải chi một mình quen rồi không nói, còn đằng này họ vẫn đã từng, những người hiện diện ngay trước mắt ta, đi ra đi vô chạm mặt, rồi bây giờ cũng nhìn cảnh vật đó, đồ vật đó, nhìn những cái không gian như vậy mà người xưa không còn. Cảm giác đó thật sự mà nói, Huy thử đặt mình vào trường hợp của chú Kha thì thật sự mình cũng chịu không nổi. Đừng có trách ổng đi nhậu. Nhiều khi trong những cuộc nhậu, trong những cái lời qua tiếng lại nói chuyện trên bàn nhậu, ít nhiều gì trong cái giờ phút đó cũng vơi đi được phần nào. Hẹn gặp lại với bà con ở video sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.